chỉ có mỗi một cái dĩa rau này để ăn, nhưng mà rau này phải ăn chung với cái gì? Ăn chung với muối tôm thì nó mới ngon. Và bây giờ mọi người ơi, hãy vào đây xem cậu bé bán diêm ăn dâu với muối tôm nha mọi người nhé. Nữa, đây là dĩa muối tôm. Mọi người có thể thấy một dĩa muối đầy tôm. Chai dầu nó chua đến rất chua. Và chấm muối tôm nó rất tôm các bạn. Cái mùi vị cái dâu này chấm với muối tôm, nó cảm giác giống như là mình ăn dâu với muối tôm á các bạn. Nó chua mà. Nó chua như là cái sự chua của cuộc đời vậy đó. Còn cái muối tôm này, cái mùi vị nó rất là muối. Nó muối giống như là chúng ta ăn muối mỗi ngày. Nhưng mà nó khác cái muối thường là nó có tôm. Cho nên là nó vừa muối và nó vừa tôm. Khi mà chúng ta ăn dâu với muối tôm, cái cảm giác chung quy nó là rất là dâu, muối và tôm. Cái cảm giác nó thú vị đến lạ lùng các bạn à. Khi mà em ăn những trái dâu này, em lại có một cái sự cảm mến và trân quý những người đã tạo ra trái dâu. Em rất là cảm ơn người đã hái dâu, người đã trồng những trái dâu, người đã gieo những hạt mầm để lên những hạt dâu. Em rất là cảm ơn người đã tạo ra cái dĩa này để có cái dĩa để đựng những trái dâu. Em rất là cảm ơn những người đã đi lượm, đã đi đào, đi bới lên những cái cục đất sét để nấu ra cái dĩa này để có cái dĩa đựng những trái dâu. Em xin rất là cảm ơn những cái người lao động chân tay đã cùng tạo ra cái dĩa này, dĩa làm phơm. Em cung cấp cho em. Em rất là cảm ơn cha em. Em rất là cảm ơn cha mẹ em đã phối giống để tạo ra em. Để ngày hôm nay em ngồi đem ăn dâu cho quý vị xem. Một chiếc quýt, một chiếc cam đã nguyên sinh mình để trở thành một vật trang trí trên cái thông Noel. Rất là cảm ơn bé Gấu. Bé Gấu đã đồng hành chung với chị từ nãy tới bây giờ để ngồi coi chị ăn dâu. Cảm ơn người làm ra cái livestream này để livestream cho cậu bé bán diêm ngồi ăn dâu chung với tất cả mọi người. Rất là cảm ơn. Dâu nó chua quá quý vị ơi. Mộng. Mọi người từ nãy tới giờ cũng đã hình dung được rằng là dâu mà chấm chung với muối tôm nó ngon lành như thế nào đúng không ạ? Rất là ngon. Lào xin ăn nốt trái dâu. Cậu bé bán diêm xin ăn nốt trái dâu này nha quý vị nha.